Galaxy Tab S6 Lite nha. Lý do tại sao mình chọn cái sản phẩm này á là vì cái này nè, nó có cái bút S Pen sẽ hỗ trợ cho mình trong cái việc ghi chú thông tin tốt hơn nha. Còn nguyên siêu nè, không có bị hóc men gì hết, hóc kép hàng. Đây mình mua phiên bản màu xanh nha mọi người. Nhưng mà thời điểm giờ mua tại thời điểm này thì giá rất tốt luôn á. Cái tên đây là cái máy nè, để đây rất mỏng đẹp luôn, cái năm anh B7.8 quá trời, không được nhanh cho lắm. Đây là cáp Type C, đây là cáp Type C, và đặc biệt là một chiếc bút S Pen màu xanh luôn, khá đẹp nha. Đây là cái mà giúp mình quyết định là lựa chọn Samsung Galaxy Tab S6 thay vì những cái sản phẩm khác trong cùng tầm giá của bạn. Vì những sản phẩm khác không có được hỗ trợ bút S Pen, mình sẽ phải mua thêm ở ngoài, hoặc là một cái loại bút cảm ứng khác. Mình thích bóc siêu ghê luôn á, hy vọng là mình sẽ có điều kiện để bóc siêu nhiều, bóc siêu thường xuyên nha. Đây màu xanh khá đẹp, vẫn còn miếng dán bảo vệ camera, rồi mọi thứ nhìn đẹp ghê luôn á, mỏng lắm luôn mọi người ạ. Và cái này mình cũng chưa biết xài làm sao luôn á, cái này chắc phải mở nguồn lên nha. Rất tiếc là không được tặng thêm bao da ha, để chống chảy xước, chắc mình phải order thêm á. Đâu có nè mọi người, cái viền rất mỏng luôn á nè, mọi người thấy gì không, cái bút đó, nó có thể hít lên trên đây nè, đó mình rất tiện cho mình sử dụng luôn nha. Đây đã cài đặt xong rồi, phải nói là rất là đẹp luôn, trời ơi, đã rất là lâu rồi thì mới quay trở lại với cái giao diện quen thuộc của Samsung đó mọi người. Thiệt giờ lắm. Cây bút nè, cây bút này là thần thánh. Cái điều mà Bi thích nhất ở những cái dòng Samsung Note và Tab này nè là nó có cái bút để mình có thể ghi chú và mình làm nhiều cái thao tác hơn ở trên máy tính. Bi đã thử chỉ chỏ chỏ vô cái màn hình của iPhone rồi nhưng mà nó không có tác dụng gì hết cho mọi người. Bi cũng chưa có nhiều cái để trải nghiệm với cái máy này đâu mọi người, mà Bi rất thích cái việc mà mình dùng viết, mình vẽ chữ bằng tay ấy, thay vì mình đánh máy hoặc mình ghi chú. Bây giờ mình cần ghi chú gì thì mình ghi luôn đó. Ví dụ như đây mình ghi hello every body nè, mình vẽ mặt cười nè, ký tên chẳng hạn đó nè, các bạn thấy không, rất tuyệt vời luôn nha. Cái này Bi nghĩ là mình sẽ có thể dùng để ghi chú trực tiếp trên tài liệu mình đọc á, mình không cần phải tốn giấy mực in ra đâu. Mình có thể chọn rất nhiều màu sắc, và khi mà các bạn muốn in ra thì các bạn chuyển nó sang máy in để in thôi nha. Tuyệt vời lắm. Rồi với lại cái máy tính bảng này á, thì pin của nó đâu đó là hơn 7.000 mAh lận, cho nên là nó sẽ cho mình cái thời gian sử dụng nó rất là lâu, đủ đáp ứng nhu cầu học tập và làm việc của mình. Và mình có thể nằm trên giường, ngồi trên ghế hoặc là nằm trên võng để mà học bài, nghiên cứu tài liệu, thay vì cái điện thoại thì nó màn hình đã nhỏ rồi mà nó còn mau hết pin nữa các bạn ạ. Đó. Ngoài ra thì cái máy này nó cung cấp cho mình một cái khả năng giải trí tuyệt vời luôn, màn hình đẹp nè, sắc nét nè,
mình có thể xem YouTube, Netflix. Rồi ngoài ra mình có thể chụp ảnh nữa, vì nó có cả camera trước và camera sau nữa. Đó, cũng rất là gì và này nọ luôn nha. Camera cũng rất là rõ nét đó nha, chứ không có cù bắp đâu, dùng có thể quay video clip được luôn. Mà cầm thì nó hơi nặng. Hoặc là mình đó giờ mình xài điện thoại, mình xài mini nhưng mình quen rồi, bây giờ quay lại cái màn hình to mình cảm thấy nó nặng nề. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Pi nha. Pi sẽ cần nhiều thời gian trải nghiệm hơn nữa. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye.